Quý anh chị thân mến, hôm nay em Hương có một căn nhà cấp 4 siêu rẻ luôn, được tọa lạc là trên trục đường quốc lộ 50, ngay chỗ vòng xoay ngã năm Mũi Tàu, ngay thị trấn huyện Cần Ruột luôn anh chị ha. Một cái mẫu nhà hôm nay em Hương gửi đến cho quý anh chị mình là nằm trên con đường thông hai hướng đây. Cái hướng này á, bạn Huy Phim đi cùng em Hương. Cái hướng này thì quý anh chị mình có thể là đi ra ngay chỗ quốc lộ 50 luôn, ngay chỗ ngã năm. Đó, đường xá thì rộng rãi thông thoáng ha, dân cư thì ở rất là đông. Khu này người ta xây nhà rất là nhiều, rất là đông vui luôn anh chị. Và giá của nó thì rất là tuyệt vời, chỉ có là 850 thôi. Nhà mình đã có sổ hồng rồi luôn. Sổ hồng của mình là sổ đồng sở hữu, sử dụng chung, một thửa đất nhà mình sử dụng riêng mà chỉ có 2 căn thôi anh chị ha. Ở cái đường này thì quý anh chị mình cũng là chạy ra thị trấn huyện Cần Ruột luôn nè anh chị. Đường thông tứ tung cho quý anh chị mình. Mình về các trung tâm quận huyện rất là gần, như là quận 6, quận 7, quận 8, Nhà Bè, Bình Tân thì quý anh chị mình có thể di chuyển là con đường quốc lộ 50, chạy qua Cộng Thịnh, chạy xuống đây xíu nó sẽ được mẫu nhà mình rồi. Thì từ ngay chỗ ngã năm Mũi Tàu trên trục đường quốc lộ 50 ngay trung tâm thị trấn mà quý anh chị mình di chuyển đến ngôi nhà này thì tầm khoảng là 200 m thôi. Đường xá khỏi bàn anh chị ha, một cái vị trí vô cùng là tuyệt vời, vừa ở vừa kinh doanh thoải mái, giá là rẻ cho quý anh chị mình nữa. Diện tích thì rộng rãi nữa ha, ngang của nó là 3 m và dài vào thì tới tận là 20 lận anh chị. Có một cái sân cho quý anh chị mình đậu xe máy nè, rất là thuận tiện luôn, làm hàng rào khung bao bọc lại hết rồi. Cửa bảo vệ của mình sẽ là một cái lớp cửa bằng sắt, sơn tĩnh điện, 2 cánh vô cùng là dày dặn và chắc chắn. Hướng nhà của mình là hướng nam. Chị chủ này thì căn nhà này chủ cũng đang cho thuê anh chị ha, và chỉ kẹt tiền nên chị mới lấy lại và chỉ mới tân trang sơn phết lại mới rồi. Cái này thì quý anh chị chỉ cần dọn đồ và ở thôi chứ không cần phải sơn phết gì lại nữa đâu. Chị mới sơn vừa xong luôn á, là em Hương đã đến Cực Nhật Thông Tin để phục vụ và gửi đến cho quý anh chị. Và nhà mình thì tới tận là 2 lớp cửa bảo vệ. Hồi nãy là lớp cửa cổng rồi, bây giờ là lớp cửa phía trong bên nhà mình sẽ là một lớp cửa bằng sắt, 4 cánh, sơn tĩnh điện rất là dày dặn anh chị ha. Khu vực này sẽ là không gian phòng khách đây nè. Gia đình mình mà có tầm khoảng là 2 đến 4 thành viên về sinh sống rất là thoải mái. Nhà mình lên tới tận là 2 phòng ngủ anh chị, và một cái không vực nhà vệ sinh, có một cái sân sau nữa ha. Thì ở đây là khu vực không gian phòng khách, tường gạch ốp lát sạch sẽ. Từ trên xuống mình sẽ đụng một cái phòng đầu tiên đây ạ. Phòng này thì cũng rộng lắm, nếu như mà gia đình mình, ông bà lớn tuổi mình ngại bước lên cầu thang, mình muốn tìm một ngôi nhà giá rẻ đã có sổ hồng, dưới 1 tỷ, diện tích rộng rãi mà có sân trước sân sau để mình có thể phơi đồ phơi đẹp hay là nuôi thú cưng, và khu vực không gian riêng để mình đậu xe, không gian cho con em mình nó chạy giỡn, thì đây là cái mẫu nhà rất là rẻ cho quý anh chị mình nên đáng sống và đáng mua, có thể kinh doanh buôn bán luôn. Ở đây thì là sẽ phòng ở cuối cùng. Bên đơn vị Hương vẫn làm cho mình là một cái giường nè, mình đổ xi măng rồi mình ướp gạch vào luôn rồi anh chị. Rộng rãi lắm, thoáng thích ghê luôn, mình nằm cái này nó rất là mát. Và ra đây thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp. Ở đây thì có tủ bếp dưới, không có tủ bếp trên ha. Về quý anh chị mình có thể phát sinh thêm, thì cái tủ nó cũng không có nhiều hết trơn á. Và trần ở trên đây thì trần la phong, còn ở phía trước thì trần thạch cao. Và qua đây thì sẽ là một cái sân sau nhỏ nhỏ xinh xinh. Khu vực này thì mình có thể rửa tráng rửa bát ở đây. Về quý anh chị có thể làm máy tôn mới hiên lại, còn không thì mình để vậy luôn. Và đây là khu vực không gian nhà vệ sinh. Giá thì mềm lắm anh chị, chỉ có là 850 thôi. Quý anh chị mình cứ cần thêm thông tin thì cứ ngước máy lên liên hệ cho em Hương nha. Hương sẽ trao đổi rõ ràng cụ thể hơn cho quý anh chị. Và nhà mình á, thì quý anh chị có đi xem thì em Hương hẹn quý anh chị mình là ngay chỗ ngã năm Mũi Tàu. Còn mình không biết á, thì mình cứ đứng ngay chỗ ngã ba Tân Kim trên trục đường quốc lộ 50 đi, rồi em Hương sẽ ra đón quý anh chị. Còn nếu mình biết á, ngã năm Mũi Tàu thì chịu khó mình chạy xuống xíu nữa anh chị ha. Thì Hương sẽ ra đón quý anh chị. Thì từ ngoài đó mà vô nhà mình nó gần lắm, nó chỉ có tầm khoảng là 100-200 mét thôi à. Và với lại mình có muốn tìm nhà buôn bán á, thì cái mẫu này quý chị mình buôn bán được á, vì đường rộng lắm, thông thoáng, xe hơi xe tải, đường thông, dân cư rất là đông. Hồi nãy thì Hương có đứng bên góc bên đó cũng quay review cho quý anh chị mình rồi đó. Người ta xây nhà rất là nhiều. Và cái hướng bên đây nhà cũng ở rất là nhiều luôn. Về đây sinh sống quý chị ơi, không có sợ bị buồn và vắng vẻ đâu. Nhà của mình là nhà hướng nam. Cần thêm thông tin thắc mắc thì quý anh chị cứ liên hệ trực tiếp cho Hương. Nhà mình đã có sổ hồng rồi và sổ của mình là sổ đồng sở hữu. Mua có thể đi công chứng ủy quyền, mỗi người giữ một cuốn sổ hồng riêng biệt cho quý anh chị mình một cách yên tâm nhất. Giá tổng không phát sinh đúng 850 anh chị ha. Và giờ thì em xin được phép kết thúc video tại đây. Quý anh chị cần thêm thông tin thì cứ liên hệ cho Hương lúc nào cũng được cả. Hương sẽ tư vấn tận tình và rõ ràng hơn cho quý anh chị. Có cần hỗ trợ thì cứ liên hệ lúc nào cũng được hết á. Hương lúc nào cũng tiếp với quý anh chị mình được cả. Và giờ thì em xin chào, cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết cái video ngày hôm nay.